Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm môn phái đòn thầy kiếm đi tống kim liên server. Và đây là một môn phái mà cô thấy nó đã lắm anh em. Mình đặt cái chiêu số 4 ra rồi mình chạy đi. Đó là cái chiêu số 4 thì nó sẽ thay chúng ta làm việc. Đã lắm, thiệt tôi nói. Cái con đòn thầy này nó chặn cổng sướng lắm, sướng tơi người luôn anh em. Chỉ cần chúng ta đặt cái chiêu số 4 sớm sớm xíu là chúng ta thấy là ăn tiền rồi đó. Bây giờ mình chạy ra chỗ khác đi. Ây da, ây da. Đó, rồi cái mình đứng ngay một cái vị trí mà hướng ra của mục tiêu. Đó, đặt cái chiêu số 4 ra là chúng ta ăn một đống đam luôn. Thấy không? Cây găng đống đam, chúng ta ăn đống đam anh em. Bữa nay thì mình qua bên server S23 cầm cà của anh tại Cody. Thì chúng ta sẽ cùng xem sức mạnh của môn phái đoàn thi kiếm coi nó như thế nào nha anh em. Nhớ đặt cái chiêu số 4 hợp lý nha, nó mới thật sự là nó mạnh được. Cái chiêu số 3 thì đam to lắm anh em, chiêu số 3 đam ok lắm, nó có 10 lần đam nên là thường cô tăng full cái chiêu số 4 rồi chiêu số 3. Chiêu số 4 của chúng ta lên giai đoạn 70-79 thì lên giai đoạn 7x á thì chúng ta mới có thể là chúng ta theo dạng mà mình đỡ được anh em. Tại vì cái chiêu số 4 chủ động của mình nó tăng cái thời gian hồi chiêu đó, nên là lên 70 tăng cái chiêu 70 thì chúng ta mới giảm cái thời gian hồi chiêu đó. Bình thường là cái chiêu số 4 của mình là có 20 giây thôi, trong phiên bản câu 1 này nó tăng lên là 25 giây. Chúng ta phải có được cái tăng full cái chiêu 7x bị động thì chúng ta mới giảm được 5 giây đó, nên là chúng ta sẽ bị khá là khó khăn trong giai đoạn đầu của server hay là những server mới á. Rồi đam thì nó vẫn giữ nguyên, còn cái khống chế thì nó giảm lại, nó không còn khống chế mạnh như trước. Cái thời gian định thân thì nó sẽ bị giảm lại, nhưng mà cái đó cô nghĩ cũng không có quá ảnh hưởng đâu, tại vì cái chiêu số 4 không bị giảm đam là ok. Chiêu số 4 của môn phái đòn thầy kiếm nó như vậy là nó ngon. Cô thấy là chỉ cần anh em có được một cái để ngay cái vị trí tốt của cái chiêu số 4 là cô thấy là nó ok lắm anh em. Cái ông này ông cứ canh mình mà ông đập hoài ta. Đó, mình phải canh anh em, thấy mình đi ra đi vô để mình canh cái góc của mình đánh á. Đoàn thị thì ở trong cái game kiếm thấy origin này thì mình ít tăng cái chiêu đánh thường lắm, sau này dư điểm mới tăng thôi, hoặc là mình cảm giác là mình tăng đủ các cái chiêu kia rồi mình mới tăng cái chiêu đánh thường thôi. Chứ mà những cái chiêu như là chiêu số 3, chiêu số 4 là cô luôn luôn lúc nào cô cũng muốn tiền tăng á. Đây 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 đây. Đó, mình canh là mình đặt cái chiêu số 4 hợp lý là mình đánh được nhiều người chơi lắm, ngon lắm. Đây mình đứng đây nè, đứng đây xả ra. Gặp mấy anh cái bang thì mình cũng rất là đơn giản thôi. Kia đứng ngay một cái vị trí mà mình xả ra là ok rồi. Đây, đang đánh vô anh cái bang này thì cố gắng là mình đặt cái chiêu số 4 ngay anh cái bàn này là đẹp đó. Rồi đẩy nó ra cái kiểu con đà điểu đó. Rồi mấy anh nào mà chịu không nổi nhiệt thì mấy anh đó cho lên đường. Hiện tại cô có bán thẻ zin chiết khấu nhanh chậm, bán kim long úp kiếm tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ treo ạt 24/24 và dịch vụ biêu ạt. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cô, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Đối với những cái môn phái như là đoàn thị như thế này thì anh em cố gắng là mình đánh nhiều người nhất có thể, chứ đừng có đánh một mục tiêu. Đánh đặt cái chiêu số 4 làm sao mà trúng nhiều người nhất có thể, như vậy là chúng ta sẽ có được một cái hiệu quả tốt hơn khi mà chúng ta sử dụng cái môn phái này. Chứ là nếu như mà anh em mà cứ đặt cái chiêu số 4 mà không có hợp lý á thì chúng ta thứ nhất là không có thể hại gục được nhiều người, thứ hai là nếu ở trong những cái giao tranh tổng mà cần cái khả năng kết thúc người chơi nhiều hay là khống chế nhiều mục tiêu á, thì nếu như mà chúng ta không đặt đúng cái chiêu số 4 thì chúng ta sẽ bị thọt đó. Vì vậy là anh em chơi cái môn phái đoàn thị kiếm anh em phải để ý. À, chúng ta phải làm sao là bên phe của chúng ta nó có lợi nhất có thể, như vậy là ok. Có thể chúng ta không cần giết người cũng được, không cần hạ gục mục tiêu cũng được nữa, chỉ cần là anh em làm cho bên phe của chúng ta nó có lợi thế là ok hết. Cái chiêu của con đoàn thị thì anh em tăng đơn giản lắm, không có gì khó khăn đâu.
chúng ta chỉ cần tăng full chữ số 4 nè. Đó, rồi bị động thì có thể là anh em tăng theo nhiều cách. Có người người ta sẽ tăng cái chiêu bị động mà dưới 30% máu sẽ được hút sinh lực, đúng không? Có nhiều anh em là sẽ có nhiều cách tăng. Cái đó là tùy anh em nha. Còn đa phần nếu như mà chúng ta đi theo dạng mà chủ động á, đi cái chiêu chủ động thì anh em thấy là mình được hồi máu rất là ghê không? Cái chiêu 80 của môn phái đoàn thị á anh em. Khi mà chúng ta bị đánh máu dưới 30% máu á, chúng ta sẽ rất là trâu và cái thời gian hồi máu, cái khả năng phục hồi của chúng ta sẽ rất là nhiều. Ngon lắm á. Cái ông đoàn, cái ông câu mộ nãy là ông đặt ra cái ông chỉ mình cái còn siêu máu á, xong rồi cái mình búp lên cái chiêu 80, anh em thấy là nó rất là ok, hồi máu rất là ghê luôn. Ông này là chắc ông cũng hư dữ rồi, ông nhảy khinh công cái kiểu tôi có gì đâu mà ông nhảy khinh công dữ vậy. Ông trượt cái chiêu đó rồi, trượt cái chiêu đó. Mình đánh với ảnh cũng khá là khó khăn nha anh em, ảnh đánh vừa chạy rất là khó khăn luôn. Thôi bây giờ là đánh mất cái chiêu số 4 rồi nên là chúng ta bỏ thôi. Chiêu số 3 nó gây ra 10 đam lận, đã lắm. Đây có mấy con quái không ta? Đây. Đó, chiêu số 3 là nó kết hợp giữa cái chiêu số 2 với lại chiêu số 1 và có một lần chiêu số 3 nó sẽ được tung ra. Đó, nên là nó rất là nhiều đam. Nhiều anh em thì không có để ý cái chiêu này, nhưng mà nếu anh em nào mà chơi lâu á, anh em có tìm hiểu game á thì anh em sẽ thấy được cái chiêu số 3 của cái con đoàn thị này ngon. Có thể là chúng ta bị hụt cái chiêu số 4 nhưng mà chiêu số 3 nó cũng lấy được một mớ đam của đối phương. Nó cũng có khả năng khống chế nữa. Tại vì khi mà chúng ta kết hợp cái chiêu số 3 là nó có luôn cái chiêu số 2, mà chiêu số 2 là cái chiêu mà nó đủ khống chế hết luôn á anh em. Đó, nên là anh em sử dụng cái chiêu số 3 hợp lý là chúng ta khống chế đối phương, làm cho đối phương bị khống chế lại chúng ta đặt cái chiêu số 4 nó sẽ dễ dàng hơn. Cái đó là một trong những cái cách mà anh em có thể combo với cái môn phái đoàn thị kiếm. Đoàn thị kiếm thì giao tranh tổng, anh em đặt tốt cái chiêu số 4 là anh em sẽ có thể giết người được nhiều, đúng không? Thì solo thì anh em đặt tốt cái chiêu số 4 là anh em có thể kết thúc mục tiêu. Đó, đẩy ra là coi như là anh Minh Giáo này lên đường này. Đó, đẩy ghê lắm, thiệt luôn. Cái chiêu số 4 này nó đẩy kinh lắm. Nó vừa định thân người ta mà vừa đẩy xa người ta ra luôn. Mình lên máu rất là ghê, là mình nhờ cái chiêu dưới 30% máu được kích hoạt á. Cái chiêu bị động hình như thì mình nhớ bị động 50 hay 40 gì đó. Hình như là theo mình nhớ là chắc 50. Tại vì 30 là chiêu tăng tấn công với lại sinh lực cơ bản, đúng không? Còn chiêu 40 là bắt mình thần công rồi, giảm đam. Còn 50 là dưới 30% máu thì nó sẽ giúp cho chúng ta hút sinh lực rất là nhiều. Chiêu 80 bị động là chúng ta sẽ được tự động hồi sinh lực luôn, hồi rất là nhiều luôn nha anh em. Chúng ta rất là trâu nữa. Dưới 30% máu là chúng ta rất là trâu. Chúng ta hồi máu nữa, ok luôn á. Đấy. Đó, chúng ta chỉ cần combo như vậy thôi là ok rồi. Hiện tại là anh em thấy là mình cái bên server 123 như thế này là cũng là một trong những server rất là cũ của game Kiếm Thế Origin, đúng không? K cũng tầm khoảng 9 tháng rồi. Những anh em nào ở server S23 này mà anh em tham gia đầy đủ, hầu như là tháng nào cũng có hoàn trả, anh em mà tham gia đầy đủ là anh em có 9 cái bánh ít nè, đúng không? Rồi, cái bánh trung thu nè. Đó. 5 cái bánh ít và 4 cái bánh trung thu. Thì anh em có 9 điểm để anh em tăng. Anh em có 9 điểm anh em tăng thì anh em sẽ được lợi hơn người ta rất là nhiều. Tại vì để full hết tất cả các chiêu, anh em cần phải có là 160 điểm, tương đương với là 160 cấp á. Mà anh em cũng có thể sử dụng 4 món trục lộc, với lại là có thể cường hóa cái vũ khí lên cộng 16. Đó, cái đó thì ok. Nếu như mà anh em có thể lên được hai món đó thì nó ok. Còn không nữa anh em phải tận dụng vô cái võ lâm mật tịch, sử dụng danh bộ lệnh. Và nếu như mà anh em nào có điều kiện thì nạp 12 triệu vô cái hoàn trả, anh em trải nghiệm luôn. Còn ai mà không có điều kiện thì anh em tận dụng những cái dịch vụ nạp hoàn trả như bên cua. Cua sẽ nạp hoàn trả cho anh em. Mình có những up kiếm tôm luôn, mà mình bán thẻ zin, bán kim long. Những cái server nào mà anh em cần kim long thì anh em cứ nhắn tin vô Zalo cho cua. Cô sẽ bán cho anh em.
Rồi, đó đơn giản vậy thôi. Đó, mình cần cái gì thì mình cứ liên hệ vô cua, cô sẽ bán cho. Còn cái việc mà cái nạp hoàn trả thì cái này là tùy Vina Game nha anh em. Có tháng Vina Game ra ngày 7, có tháng ra ngày 5, có tháng ra ngày 9, có tháng ra ngày 11. Cái đó là tùy. Mỗi tháng đều sẽ có để cho anh em có thể tận dụng tốt được cái hoàn trả để chúng ta tăng tiến sức mạnh. Vừa rồi thì nó ra cái huyền tinh 7 đúng không? Huyền tinh 7 thì chúng ta được một viên huyền tinh 7 mà 12 viên huyền tinh 5 là ghép lên thêm một viên huyền tinh 7 nữa. Vàng thì nó giảm chút xíu nhưng mà không có đáng kể. Huyền tinh có 2 viên 7 là quá tuyệt vời. Nên là kỳ vừa rồi thì rất là nhiều anh em nạp ở bên nạp hoàn trả bên cua. Tại vì cái lần đó là ngon, thực sự là ngon. Chúng ta được vàng, chúng ta được huyền tinh nữa. Những anh em nào ở server mới là quá tuyệt vời luôn. Nên là anh em nên tận dụng những cái nạp hoàn trả. Nó sẽ giúp cho chúng ta nhiều lợi thế lắm. Anh em thấy là mình bắt đầu là mình đặt ra những cái chiêu số 4 hợp lý. Cái là lên liên chạm như cái máy luôn, thấy không? Đông người là chắc chắn là môn phái đoàn thị nó sẽ rất là ngon. Thần thị kiếm rất là ngon. Tuy là cổ mộ nó nhiều nhưng mà chúng ta cố gắng né cổ mộ thôi. Cổ mộ là môn phái trước sau thì nó cũng phải bị feed thôi. Nhưng mà nó mà bị feed lại, mà cái chiêu số 3 mà bị feed quá nặng thì chắc chắn nó sẽ bị phới. Tại vì con cổ mộ nó chỉ phụ thuộc vô chiêu số 3 rất là nhiều. Chiêu đánh thường nó phới lắm. Chiêu đánh thường theo cua thì cổ mộ không mạnh, yếu xìu. Nên là nếu như mà cái chiêu số 3 nó mà bị feed không còn sốc đam được nữa thì chắc chắn là cổ mộ nó sẽ phới, đảm bảo. Đó là anh em bây giờ là đang chơi cổ mộ, anh em cứ trải nghiệm cổ mộ đi. Sau này nó feed thì mình về phái khác. Mà mình hy vọng là đừng có feed quá cổ mộ. Feed quá cổ mộ thì không ai chơi cổ mộ, nó đâm ra nó giống như con Nga Mi Trưởng thì lại không hay, đúng không? Nga Mi Trưởng thì vừa mới ra cực mạnh luôn, xong rồi giảm đam, nó yếu lại, nó không mạnh nữa. Bây giờ là nó là môn phái không có khống chế nên là nó cù bắp luôn. Đó, mình hy vọng là cổ mộ nó không bị vậy. Có thể là tăng một chút xíu về cổ mộ trăm. Tại cổ mộ trăm cô thấy là nó không có được quá ưu ái, không có được lựa chọn nhiều. Đa phần anh em chơi cổ mộ kiếm là nhiều. Thì có gì tăng sức mạnh cổ mộ trăm lên chút xíu, giảm sức mạnh cổ mộ kiếm chút xíu. Giảm chút xíu thôi, đừng giảm nhiều quá. Giảm nhiều quá nó phới á. Và bây giờ mình cho anh em xem cái cách tăng của anh đi ở bên server S23. Đây, bị động thì anh ấy tăng full hết. Hồi nãy là khi mà mình dưới 30% máu là chúng ta sẽ có được thu nhỏ sát thương rất là nhiều. Mỗi nửa giây chúng ta hồi 5% sinh lực đó anh em. Anh em thấy là hồi rất là ghê luôn. Rồi, chủ động thì tăng là full cái này, full chiêu 4, full chiêu 3 và full chiêu đánh thường. Tại vì tăng full hết tất cả rồi, đúng không? Bây giờ là còn chiêu chiêu 1, chiêu 2 chủ động thôi. Đó nên là cái con đoàn thị này nó BK cũng hơi khó, cần đặt cái chiêu số 4 này hợp lý. Còn cách tăng nó đơn giản lắm anh em, rất là đơn giản. Và cảm ơn Tài Có Đi đã cho cua trải nghiệm cái ạc môn phái đoàn thị. Hôm bữa là chơi cái ban rồng, chơi Minh Giáo Kiếm nhưng mà chưa kịp cầm ạc đi cái tống kim. Tại vì tống kim lên server mình mới thấy được cái độ đông của game, đúng không? Chứ mà mấy lần trước, tuần trước vẫn còn cái tống kim thường, đánh cũng hơi chán. Bây giờ là có tấm kim link server thì nó ok. Vida Game lắng nghe cua khi mà cô chia sẻ về cái góp ý có tấm kim link server vào ngày thứ bảy chủ nhật Vida Game Fit này luôn. Quá dữ dội từ Vida Game. Và hello anh em đang VIP nha, chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Và nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nhỏ nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.